Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại viện cấy chỉ Hạch Thượng Lãn Ông sẽ thực hiện cấy chỉ điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Viết Luật mắc hội chứng cổ vai tay, hội chứng thắt lưng hông. Hội chứng thắt lưng hông là một tổn thương kết hợp với hai hội chứng nhỏ hơn là hội chứng cột sống và hội chứng rễ thần kinh. Đây là tình trạng bệnh có liên quan tới các rễ thần kinh, các dây thần kinh tủy sống tại vùng thắt lưng và đoạn cuối của tủy sống, vùng tủy cùng. Một số nguyên nhân gây hội chứng thắt lưng hông bao gồm thoát vị địa đệm. Những áp lực từ địa đệm thoát vị dễ gây kích ứng và viêm nhiễm rễ thần kinh. Địa đệm là những miếng sụn nằm giữa các đốt sống trong cột sống. Địa đệm đóng vai trò giảm sốc khi cột sống di chuyển. Theo thời gian, bao sơ ngoài địa đệm có thể bị rách. Dịch từ địa đệm chảy ra ngoài tạo áp lực gây chèn ép các rễ dây thần kinh, dẫn tới đau lưng, hông. Nguyên nhân khác: u đốt sống, hẹp đốt sống, chấn thương, nhiễm trùng, v.v. Yếu tố nguy cơ như tuổi tác. Các bệnh lý thường gặp. Nguy cơ bệnh lý thì lệ thuận với sự gia tăng tuổi tác. Tính chất công việc: vận động viên tập các môn tác động trực tiếp lên vùng cơ lưng. Người thường xuyên làm việc nặng nhọc hoặc nâng bê vật nặng, ngồi sai tư thế lâu ngày, mắc bệnh lý cột sống, viêm khớp, thoái hóa khớp, đau thắt lưng, thoái hóa cột sống, dị tật cột sống bẩm sinh, v.v. Hội chứng đau cổ vai cánh tay là bệnh lý rễ tủy cổ, hay còn được gọi là đau cổ vai gáy cánh tay, có các triệu chứng lâm sàng liên quan đến các bệnh lý cột sống cổ, các rối loạn chức năng rễ, dây thần kinh cột sống. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hội chứng đau cổ vai gáy cánh tay là người bệnh bị thoái cột sống cổ, khớp liên đốt và liên mỏm, dẫn đến các rễ thần kinh bị cột sống. Có đến 25% trường hợp người bệnh thoát vị địa đệm cột sống cổ bị hội chứng đau cổ vai cánh tay. Đối tượng chủ yếu thường mắc hội chứng đau cổ vai gáy là những người làm việc văn phòng, lái xe, lao động nặng, những người có các bệnh liên quan đến cột sống hoặc nhóm người bị dị tật bẩm sinh vùng cổ. Thưa quý vị và các bạn, căn bệnh trên tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng về lâu về dài, tình trạng bệnh nặng sẽ dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp để điều trị căn bệnh này. Trong đó, phương pháp cấy chỉ cắt cụt là một trong những phương pháp được đánh giá hàng đầu về tính an toàn, hiệu quả lâu dài mà nó mang lại. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay, tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hạch Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hạch Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hạch Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.